chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người cây phát tài. Cây phát tài còn có tên tiếng Anh là Lucky Bamboo, còn tên gọi chung phân tích cực vật còn được giúp mang lại nhiều may mắn tài lộc cho gia chủ. Ngoài những cái tên ra trên trên ra thì cây phát tài còn có tên gọi là cây kim tiền, cây kim tiền, cây phát ngọc, cây tiếp mộc lan. Đúng như cái tên gọi của nó thì biểu tượng thì cây này là biểu tượng của sự may mắn thịnh vượng đối với gia chủ trồng nó. Đối với khi bạn mà khi các bác trồng một cây thì nó sẽ cắm ăn nước, nó sẽ rất nhanh sinh sôi nảy nở và phát triển, mọc ra rễ, còn phần cây mọc ra nhiều chiếc lá tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển mạnh mẽ. Còn khi trồng hai cây thì lại mang ý nghĩa cho sự song hình, là biểu tượng của tình yêu trọn vẹn. Ba cây là biểu tượng của sự phúc lộc thọ. Cây này mang rất nhiều ý nghĩa nên là rất được ưa chuộng để trồng vào để bàn làm việc này, ở trong nhà này, đang đi tặng tặng này. Thường thì sẽ được mua nhiều vào để trồng trong đến Tết ạ, để thể hiện cho sự khai xuân đón năm mới. Ngoài cây này ra thì bên shop em còn có rất nhiều loại cây mới, cây mới như là cây hạnh phúc này, thì nó là một loại thân gỗ được trồng ở trong một chiếc chậu nhỏ xinh như này. Lá của nó tỏa ra nhiều và trên những chiếc lá thì có hình con gai rất là đẹp tỏa ra. Thân thì thân của nó rất lớn và tỏa ra nhiều cành. Đấy. Còn bên em còn có thông các loại cây như là cây kim tiền, cây gia đình cháu, cây đi thay. Các bạn làm thích thì liên hệ qua shop em để nhận được nhiều giá tốt. Hai cái cây trên em vừa giới thiệu ra thì tiếp đây em sẽ giới thiệu với mọi người tiếp, đó chính là cây đuôi công tím. Cây đuôi công tím thì còn có tên khoa học là Calathea madelion, còn tên gọi khác nữa là cây củ rau, có xuất nguồn gốc xuất thân từ Nam Mỹ, thì hiện nay thì đang được trồng phổ biến tại Việt Nam. Cây đuôi công thì trong phong thủy nó giúp cho nó mang lại nhiều may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Cho gia chủ đây còn là biểu tượng của sự phúc lộc, tiền tài bền vững, có tác dụng tỏa ra năng lượng tích cực, hút tài vận và xua đuổi tà ma. Cây đuôi công này thì có dáng hình rất là vừa vặn. Đặc tính về màu lá thì về màu sắc thì có rất nhiều loại màu sắc khác nhau. Ngay trên tay em đây thì đang trồng loại là đuôi công tím. Cây đuôi công thì hợp mệnh, hợp rất là nhiều mệnh. Ví dụ như là đối với mệnh thủy, mệnh mộc hợp với đuôi công xanh. Còn mệnh hỏa, mệnh kim lại hợp với cây đuôi công tím. Cây đuôi công tím này thì có đặc điểm lá rất là nổi bật. Chiếc lá bầu dục dài nhọn giống như là những chiếc đuôi công với những vân trắng nổi lên. Khi toàn có những chiếc lá nó còn ánh hồng lên mình rất là đẹp. Cái mặt sau của cây đuôi công này là một tím đậm nhìn rất là đặc trưng nên nó được gọi là cây đuôi công tím. Về tuổi thì cây đuôi công là đại diện cho người mang tuổi Dậu, tuổi Thìn, có tác dụng mang lại cuộc sống tràn đầy năng lượng, mang lại nhiều may mắn và thành công trong công việc và cuộc sống. Cách trồng đuôi công này thì rất là đơn giản, chỉ cây đuôi công thì là loại cây ưa chuộng bóng râm, ưa nước, có tốc độ sinh trưởng cực nhanh, rất thích hợp trồng trong nhà. Quá trình chăm sóc thì vẫn phải đòi hỏi cần chú ý về yếu tố nước, ánh sáng, nhiệt độ và dinh dưỡng, thì có như vậy thì cây đuôi công mới phát triển tốt. Ngoài ra cây đuôi công còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng đang trở nên gần gũi trong các không gian văn phòng này,
nhà ở này, nhà hàng, vẻ đẹp cùng văn hóa ấn tượng này thì khiến cho Lê Đôi Câu tạo nên một nét riêng, lôi cuốn đối với mọi người cũng thể rời mắt được. Bên cạnh vẻ đẹp hoàn mỹ bên ngoài thì Lê Đôi Câu này với nhiều ý nghĩa phong thủy to lớn có tác dụng khác nhau nên khiến giữ được vị trí tốt đầu trong các dòng về mặt cây lộ thất. Đây dáng hình đất là tầm khoảng 17 đến 30 xăng nên là rất phù hợp để trong bàn làm việc, bên cạnh bàn học này, ở trong các bàn văn phòng. Mọi người xem nhìn rất là đẹp và nổi bật với những viền trắng nổi ánh hồng như thế.